Thưa quý khán giả, gần Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu về thực phẩm của người dân tăng mạnh, thực phẩm bẩn càng thừa dịp trà trộn len lỏi trên thị trường. Câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm mùa Tết đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ quay lại nội dung này sau ít phút nữa. Trước tiên, xin mời điểm qua một vài nội dung chính hôm nay. Bạc Liêu liên tiếp phát hiện nhiều vụ bơm nước vào heo dịp cận Tết. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ngành chức năng liên tiếp bắt giữ lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng canh cánh nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán. Thưa quý khán giả, cận Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tăng cao, nên các cơ sở giết mổ cũng hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, bên cạnh những nơi uy tín thì vẫn còn tồn tại tình trạng gian thương làm ăn bất chính. Tại Bạc Liêu mấy ngày qua liên tiếp phát hiện nhiều vụ bơm nước vào heo nhằm tăng trọng trước khi giết mổ. Người bán thì hưởng lợi, còn người tiêu dùng phải chịu thiệt vì chất lượng thịt giảm sút, nguy cơ mất an toàn cho bữa cơm ngày Tết. Mới đây, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đột xuất tại một lò giết mổ tập trung trên địa bàn xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Tại đây, lực lượng thanh tra bắt quả tang một số người đang tổ chức bơm nước vào heo nhằm tăng trọng lượng trước khi giết mổ đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng phát hiện có 5 con heo tổng trọng lượng khoảng hơn 500kg đã được bơm nước cùng nhiều dụng cụ có liên quan. Chủ cơ sở giết mổ chưa xác định được số heo là của ai nên lực lượng thanh tra đã tiến hành đánh dấu trên thân heo và bàn giao để theo dõi trong vòng 24 giờ cũng như xác minh làm rõ để có hướng xử lý. Trước đó, vào tối ngày 28 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bạc Liêu cũng đã mật phục bắt quả tang tại một cơ sở lò giết mổ tập trung trên địa bàn phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, phát hiện 20 con heo đã bơm nước có trọng lượng hơn 1 tấn 6. Qua xác minh, chủ số đàn heo là bà Bùi Thị Kim Thúy khai nhận thuê nhân công bơm nước vào heo trước khi giết mổ rồi đem bán ra thị trường vì mục đích tăng lợi nhuận. Tình hình các lò giết mổ lậu sử dụng những ngón nghề bất chính không mới, nhưng cận Tết lại trộ lên bất chấp việc ngành chức năng tăng cường kiểm tra. Ngoài những thực phẩm quen thuộc như gia súc, gia cầm, thì năm nay còn có cả chó, mèo cũng được nhiều cơ sở thu mua bán Tết. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe tải và tài xế Đỗ Cương Quyết và Lê Viết Liên cùng ngụ tại tỉnh Thanh Hóa vận chuyển hơn 100 con mèo còn sống và gần 350kg mèo đã giết mổ không có nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận số mèo được người khác thuê chở đến tỉnh Bình Dương. Trước đó, tại hộ ông Nguyễn Huy Quyền, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc, lực lượng chức năng phát hiện hành vi giết mổ động vật và xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Qua kiểm tra có 290 con mèo còn sống chưa qua kiểm dịch, hơn 200kg mèo và chó nằm sẵn trong tủ đông. Việc giết mổ gia súc, gia cầm trái phép thì đa số các đối tượng không thu gom xử lý chất thải mà xả thải trực tiếp ra môi trường. Bên cạnh đó, việc kiểm tra và xử lý hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm trái phép, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch gặp rất nhiều khó khăn. Và các thương lái phần đông không chủ động đăng ký và khai báo với cơ quan thú y. Cũng may là lực lượng chức năng phát hiện kịp, nếu không thì hàng trăm ký thịt chó mèo không rõ nguồn gốc sẽ được tuồn trót lọt ra thị trường, lên bàn nhậu, vào nhà hàng, bữa cơm của nhiều gia đình. Thậm chí còn được phù phép thành các món thịt cao cấp hơn như là thịt chồn, thịt nai mà thần không biết, quỷ không hay. Và khi đó rủi ro về sức khỏe là người tiêu dùng lãnh đủ. Đã thành thông lệ, cứ Tết đến các đối tượng buôn lậu lại tìm mọi cách đánh hàng qua biên giới, đưa sâu vào nội địa để tiêu thụ và kiếm lời. Nắm bắt được quy luật, ngành chức năng trên cả nước đã tăng cường ra quân trấn áp và liên tiếp ngăn chặn được nhiều vụ hàng lậu tuồn ra thị trường. Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ phối hợp với Ban phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ tại khu vực sông Thị Vải thuộc địa phận thị xã Phú Mỹ thì phát hiện Quỳnh Văn Thái, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang vận chuyển gần 300 cây thuốc lá xuất xứ nước ngoài. Thái khai nhận ngày 29 tháng 1, anh ta đã mua số thuốc lá này của một người Việt Nam trên tàu nước ngoài neo tại khu vực Gò Gia với giá 29 triệu đồng, mục đích mua về để bán lại kiếm lời. Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì tiến hành tiêu hủy gần 18.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, gồm rượu, hóa chất, thực phẩm, thuốc lá, bánh kẹo và mứt các loại. Đây là tang vật trong 16 vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên Đán Tân Sửu. 16 chủ cơ sở kinh doanh vi phạm đã bị phạt hành chính với số tiền gần 200 triệu đồng.
Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hưởng, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cùng tang vật là 79 kg pháo lậu để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Đáng nói, đối tượng này điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của công an, bỏ chạy đến hơn 2 cây số mới chịu dừng lại. Công an đã lập biên bản bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật để điều tra. Không còn tình trạng khan hiếm, người dân đổ xô mua khẩu trang như những đợt dịch trước. Nhưng mà các đối tượng trục lợi từ dịch bệnh vẫn xem đây là cơ hội để làm ăn. Mới đây thì Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt giữ một xe tải chở hơn 10.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ. Tại thôn 9 xã Ea Ngai, huyện Krông Búc, Công an huyện Krông Búc đã phát hiện xe ô tô do ông Lê Văn Cúc, trú tại xã Cua Đăng, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk điều khiển có biểu hiện bất thường, nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 10.000 chiếc khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số khẩu trang này. Ông Cúc cho biết đã mua số khẩu trang tại một số đại lý ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển đi bán sỉ cho các đại lý cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Krông Búc và Ea Hờ Leo để kiếm lời. Từ trước đến nay, hầu hết những lô khẩu trang bị bắt giữ đa số đều không bảo đảm chất lượng và không có tác dụng phòng ngừa dịch bệnh. Do đó, với người tiêu dùng, để tránh mua phải hàng giả kém chất lượng thì nên mua khẩu trang tại nhà thuốc, siêu thị hoặc là tạp hóa lớn để đảm bảo nguồn gốc. Khi mua, người dân nên kiểm tra kỹ những thông tin được in trên hộp đựng, bao gồm nhãn hiệu, nơi sản xuất, thành phần, hạn sử dụng. Quý khán giả thân mến, năm nào cũng vậy, càng gần Tết Nguyên Đán thì nỗi lo về mất an toàn vệ sinh thực phẩm càng gia tăng. Không riêng gia súc bơm nước, chó mèo không rõ nguồn gốc tuồn ra thị trường mà chúng tôi có thông tin vào đầu chương trình. Hiện nay, những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm còn lén lút nhập những nguồn hàng không rõ nguồn gốc, thậm chí là hết hạn sử dụng để kiếm lợi bất chính. Đây là hơn 14 tấn sản phẩm động vật vừa được chuyển về thành phố Vinh, Nghệ An để tiêu thụ. Nếu trót lọt, số thực phẩm này sẽ tỏa đi khắp các quán ăn, nhà hàng tại thành phố Vinh. Còn đây là hơn 3 tấn bánh quy hết hàng sử dụng một năm nay. Những thùng bánh đã tái chế sang hàng mới. Máy dập hàng sử dụng mới cho sản phẩm. Trung tá Lê Đức Hùng, Phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế ma túy Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cho biết do chủ hàng biết mình vi phạm pháp luật nên luôn đề phòng, đóng cửa kho. Nhân công đóng gói là những người họ hàng quen biết, chỉ mở cửa kho khi phân phối hàng. Chỉ trong một tháng qua, lực lượng liên ngành thủ đô đã bắt giữ hàng chục vụ thực phẩm giả, nhập lậu, kém chất lượng đưa vào nội địa tiêu thụ. Thủ đoạn vận chuyển kinh doanh sản xuất hết sức tinh vi. Thủ đoạn đối tượng là thường là vận chuyển từ Lào Cai về, thì trên đường đối tượng thường xuyên thay đổi các cái cung đường vận chuyển, thay đổi biển kiểm soát khi vận chuyển, khi về Hà Nội thì bắt đầu đối tượng mới sử dụng biển số thật. Trong cái đợt cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên Đán thì chúng tôi tập trung kiểm tra kiểm soát toàn bộ những cái mặt hàng mà liên quan đến thực phẩm và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt là những cái mặt hàng liên quan đến bánh kẹo. Mặt khác cũng phải nhấn mạnh thêm rằng nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm còn ở ngay chính người tiêu dùng, khi ý thức của một bộ phận người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đầy đủ, vẫn còn chủ quan, ham rẻ trong việc lựa chọn thực phẩm. Cùng với việc triển khai các biện pháp quản lý, giám sát an toàn thực phẩm, thì ý thức của người dân nói không với thực phẩm bẩn cũng vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta kiên quyết tẩy chay, không mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì thực phẩm bẩn sẽ bị loại bỏ và không còn đất sống. Thông tin này xin được khép lại thời gian dành cho bản tin ngày hôm nay. Tuyết Anh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.